Chào các bạn, hôm nay mình bàn về cái đề tài thực dưỡng. Bởi vì có nhiều bạn là thắc mắc không biết là ăn chay liệu có thiếu chất hay không. Và đôi khi mà người nhà phản đối thì các bạn không biết là nên giải thích như thế nào. Thì mình là một người ăn chay, cũng là ăn thực dưỡng. Thì mình muốn có những cái chia sẻ như thế này. Thì trước hết mình cũng phải nói rằng ăn chay cũng không có nghĩa là ăn thực dưỡng, và ăn thực dưỡng cũng không hẳn là ăn chay. Bởi vì ăn thực dưỡng nó có nhiều cách ăn, ăn chay thực dưỡng, ăn mặn thực dưỡng, ăn thực dưỡng hiện đại. Và như nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng và Trần Ngọc Tài thì đề cập đến cái ăn thực dưỡng liên hoàn, thì ngày nay các bạn ăn thực dưỡng khá là thoải mái và tự do, nghĩa là ăn làm sao miễn là đảm bảo được cái sự cân bằng mà tốt nhất có thể là được rồi. Và các bạn luôn lấy cái hạt cốt lõi là gạo lứt đó, làm cái thành phần chính. Thì trở lại với cái vấn đề mà liệu ăn chay có thiếu chất hay không đó, thì chất mà mọi người muốn nói ở đây đó, có nghĩa là đạm động vật. Và ngày nay khi mà cái nền kinh tế phát triển đó, thì cái nguồn đạm động vật càng được quan tâm hơn trong những cái bữa ăn hàng ngày, và theo cái khẩu phần ăn á, ngày càng nó tăng lên. Và nhất là khi mà cái nền văn hóa phương Tây du nhập vào á, thì cái đạm động vật nó lại càng được chế biến thành những cái dạng phong phú hơn. Thì trước khi mà bàn về cái nguồn đạm động vật thì mình cũng xin nói đến cái khả năng kỳ diệu của cơ thể. Cơ thể có một cái khả năng rất là kỳ diệu, đó là cái khả năng tự phân hủy, tự tái tạo và tự đổi mới, tự chữa lành. Cái khả năng này nó cho thấy là cơ thể có thể thích nghi đối với những cái thay đổi của môi trường. Trong cơ thể của chúng ta luôn có tồn tại cái sự thay đổi và đổi mới tế bào. Và cái quá trình thay đổi, đổi mới tế bào này nó luôn dựa vào cái nguồn thức ăn từ bên ngoài chúng ta đưa vào. Bên cạnh cái khả năng điều chỉnh, cái khả năng mà tự thích nghi, thì cơ thể nó còn có khả năng là tự chuyển hóa. Nó có thể tự chuyển hóa từ cái dạng đơn giản thành phức tạp. Từ những cái thức ăn đưa vào, nó sẽ chuyển hóa thành những cái dạng dinh dưỡng. Từ dinh dưỡng nó chuyển thành cái dạng năng lượng, từ năng lượng nó sẽ chuyển thành những cái dạng vật chất khác của cơ thể. Chúng ta sẽ xem xét về cái sự tự chuyển hóa đạm của cơ thể nó diễn ra như thế nào. Thì cái đạm nó còn gọi là protein, và khi mà cái thức ăn đưa vào cơ thể chúng ta thì qua cái quá trình tiêu hóa thì những cái protein này nó sẽ được phân giải thành những cái axit amin, và những cái axit amin này thì nó sẽ được hấp thu từ ruột đưa vào máu, và từ máu nó sẽ đến những cái tổ chức. Và ngay tại đây thì những cái axit amin đó nó lại tổng hợp thành những cái protein đặc trưng, đặc hiệu cho cơ thể, dựa theo một cái trật tự, một cái sắp xếp, cái sự sắp xếp nhất định đã được quy định bởi gen. Và có khoảng 20 cái axit amin nó được phân phân ra hai dạng là cái loại thiết yếu và không thiết yếu. Thì những cái axit amin thiết yếu là có khoảng 8 loại. Cơ thể chúng ta thì nó có thể tổng hợp được những cái loại axit amin không thiết yếu. Cái điều mà mình muốn nói ở đây nè là cơ thể của chúng ta hoàn toàn có thể tổng hợp được cái nguồn đạm của cơ thể từ những cái nguồn đạm được đưa từ bên ngoài vào. Thì đối với đạm động vật á, thì đây là một cái nguồn đạm phong phú nhiều, nó có tính dương nữa, tuy nhiên nó lại có tính axit, cực axit. Do đó mà đối với những người ăn đạm động vật á, thì khi mà chúng ta ăn nhiều đạm động vật thì máu nó sẽ bị axit hóa. Và khi mà máu bị axit hóa
thì cái tế bào nó bị axit hóa và nó sẽ thiếu thiếu oxy. Và khi đó như mình nói là cơ thể nó phải thích nghi. Thích nghi thì lúc đó nó sẽ làm sao? Nó sẽ trương nở lên. Nó trương nở lên để nó đón nhận, nó hấp thu được cái nguồn cái lượng oxy tốt hơn. Bên cạnh đó thì cái tế bào hồng cầu nó cũng hoạt động không hiệu quả, và cơ thể nó cũng phải phải buộc lòng, nó thích nghi bằng cách nó tăng lên. Do vậy mà những người ăn mặn, ăn đạm động vật á, thì thường phát triển to lên, phát triển to mập và hồng hào. Đó là như vậy. Đạm động vật thì nó lại không có chất xơ, nhưng mà nó có chất béo. Thì khi mà chúng ta ăn đạm động vật, tức là chúng ta chấp nhận cái nguồn chất béo vào cơ thể mình. Và cái nguồn chất béo, nó có những cái loại chất béo mà nó lại rất hại, ví dụ như cholesterol. Khi mà chúng ta ăn vào nhiều, tích tụ mỗi ngày thì dễ ảnh hưởng đến tim mạch, và nó dễ gây ra những cái bệnh về tim mạch, rồi nào là béo phì, tiểu đường, ung thư đó, vân vân. Một cái nguồn đạm động vật cũng rất là quan trọng, đó là sữa. Thì cái thành phần chính của sữa là chất casein, nó chiếm 80%. Thì cái chất casein này nó khó hấp thu mà nó cũng khó đào thải. Nó có khả năng nó dễ gây ra cái gọi là bị dị ứng. Nó dễ gây ra cái tình trạng dị ứng. Và ngày nay chúng ta dị ứng mà chúng ta không biết lý do vì sao. Bên cạnh đó thì nó cũng làm, do nó ảnh hưởng cái hormone, thành ra nó ảnh hưởng đến cái tuổi dậy thì. Trước đây cái tuổi dậy thì là 15, 16 tuổi, ngày nay 11, 12 tuổi là đến tuổi dậy thì rồi. Và do cái ảnh hưởng hormone nữa, thì đối với những trường hợp mà dùng sữa từ nhỏ đó, thì đến cái tuổi dậy thì nó dễ làm thay đổi giới tính. Ngày nay rất nhiều trường hợp đến tuổi dậy thì rồi giới tính thay đổi, nam thành nữ, nữ thành nam. Rồi thêm cái nữa là do nó ảnh hưởng đến hormone thì nó ảnh hưởng, nó gây ra cái tình trạng ung thư, và nhất là ung thư vú. Bên cạnh đó thì nó cũng làm tăng cái ảnh hưởng đến cái tăng virus ở gan á. Nó làm cho cái lượng virus tăng ở gan. Đối với những trường hợp mà ở gan bị nhiễm bệnh thì nó dễ làm tăng, khi mà chúng ta uống sữa vào nó làm tăng cái sự phát triển của virus ở gan, làm cho cái bệnh trầm trọng hơn. Thì đối với những cái đạm thực vật thì nó lành tính hơn, và chúng ta cũng hoàn toàn có thể bổ sung từ những cái nguồn thực vật khác nhau. Ngày nay cái nguồn thực vật mà sử dụng phổ biến nhất đó là cái gạo gạo lứt. Thì cái gạo lứt nó vốn đạt được một cái sự quân bình âm dương, và bên cạnh đó thì cái lớp vỏ, lớp cám của gạo lứt nó đầy đủ hết những cái chất, từ chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, vi lượng, chất xơ, nó có đầy đủ hết. Thậm chí một ít là vitamin B12. Ngày nay á, các bạn ăn chay á, các bạn sợ thiếu B12, nhiều bạn phải đi mua B12 bổ sung vào cơ thể. Thì theo mình cái điều này nó không không cần thiết. Bởi vì sao? Như mình đã nói là trong cám nó có một ít vitamin B12. B12 nó còn có ở trong những cái loại hạt ngũ cốc, những cái loại hạt, và những cái rau củ như là bông cải xanh, rau xà lách son, cải bó xoay, rau dền. Và thậm chí cơ thể có khả năng tạo ra vitamin B12 ngay tại ruột già, nhờ những cái loại vi khuẩn ngay tại ruột già. Thì cái lượng đạm mà cái nguồn đạm mà rất là quan trọng đối với những người ăn
ăn chay, đó là đậu nành. Thì cái đậu nành như là một cái những cái số liệu thống kê hiện nay á, thì cái đậu nành cái lượng đạm của nó còn cao hơn cả thịt cá trứng sữa, nó cao lắm. Những cái loại đạm động vật cao cấp, vì những loại cá, thịt cá trứng sữa, phô mai, thịt bò gì, nguồn đạm đều không bằng đậu nành. Và một cái đặc biệt nữa của đậu nành, nó là có tính kiềm, nhưng nó lại cực âm, nó rất âm. Do đó mình lưu ý với những cái bạn ăn chay, bởi vì ăn chay là chúng ta thường xuyên sử dụng đậu nành được chế biến qua cái tàu hũ. Thì khi mà chúng ta chế biến, chúng ta ăn, chúng ta kết hợp, chúng ta cần quan tâm tới cái tính âm của đậu nành, để mà chúng ta phối hợp như thế nào cân bằng được cái tính âm dương để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Ngày nay có nhiều bạn do vì mình biết cái đậu nành nó bổ như vậy, và nó còn có cái tính lắm, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nó làm chống lão hóa, làm đẹp da. Do đó nhiều bạn trẻ rất là thích và dùng cái sữa đậu nành như là một cái thuốc uống hàng ngày, uống thay nước luôn. Thì đó là một cái điều cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì đậu nành nó vốn âm tính, mà khi chúng ta sử dụng với một cái lượng nhiều, lạm dụng như vậy, cơ thể nó dễ bị âm hàn. Mà chúng ta biết rồi, khi mà cơ thể âm hàn, đó là cái điều kiện để cho ung thư phát triển. Và đã có nhiều bạn đến với viện chẩn báo cáo rằng do vì muốn làm đẹp mà sử dụng đậu nành như là một cái thức uống hàng ngày, và các bạn đã bị ung thư. Đây là một cái thực tế mà mình đã được viện chẩn nhìn nhận. Mình nhắc nhở để các bạn lưu ý. Và thực dưỡng á, có cái hay, đã chế có những cái sản phẩm rất là hay, là các bạn tận dụng được, chúng ta tận dụng được cái tính kiềm của đậu nành, và chúng ta khắc chế được cái tính âm, chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm là tương tamari, tương miso. Đây là hai cái sản phẩm tuyệt hảo của thực dưỡng mà các bạn ăn chay cần quan tâm, để chúng ta bổ sung vào cái nguồn thức ăn vốn rất là âm. Đa số thức ăn của người ăn chay là âm. Chúng ta cần bổ sung cái tương tamari, tương miso, những cái sản phẩm thực dưỡng, để chúng ta giảm đi bớt cái tính âm, để chúng ta đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Thì ngày nay á, khi mà những nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về những cái tác hại của đạm động vật, thì có một số những cái công ty thực phẩm chức năng đã rất là thông minh, khi tận dụng cái nguồn đậu nành làm cái thành phần chính trong những cái loại sữa, loại bột dinh dưỡng của mình. Tất nhiên là họ sẽ bổ sung thêm những cái nguyên tố vi lượng, những cái vitamin, khoáng chất, nhất là chất xơ. Lúc nào cũng phải có kèm thêm chất xơ, bởi vì đậu nành mặc dầu cái nguồn đạm cao, cái lượng đạm cao, nhưng nó không có cái chất xơ. Và cái chất xơ của nó, cái nguồn xơ của nó dường như là không có, so với những cái loại cốc loại khác thì nó không có rồi. Do đó mà cần phải bổ sung thêm. Và đây, cái việc sử dụng đậu nành này, nó là một cái tính toán hoàn toàn rất là thông minh, bởi vì đối trọng với lại cái tính dương, cái tính axit của đạm động vật, thì chúng ta sử dụng cái tính âm, cái tính kiềm của đậu nành là hoàn toàn hợp lý. Ngày nay thì nhiều bác sĩ
cũng có những cái lời khuyên là chúng ta phải uống nhiều nước, phải ăn nhiều rau cải trái cây, cũng là từ đây. Bởi vì tối trọng với cái tính dương của thịt, cái tính axit của thịt thì là cái nguồn nước, trái cây, rau cải có tính âm. Thành ra cái lời khuyên của bác sĩ hoàn toàn hợp lý đối với những người ăn đạm động vật. Tuy nhiên mình muốn nói ở đây là cho dù như thế nào cũng không thể loại bỏ được cái độc tính của đạm động vật. Là vì sao? Đạm động vật, thí dụ như con bò, nó ăn cỏ ngoài môi trường, cỏ hai bên đường thì đầy khói bụi, khói xe. Cỏ ngoài thiên nhiên thì cũng những chất thải, chất đạm, chất thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật. Còn trong môi trường công nghiệp thì những chất kích thích, những hormone tăng trưởng, tất cả nó tích tụ lại trong cái cơ thể động vật, nó chỉ chờ ngày lên bàn mổ. Và khi lên bàn mổ thì nó lại tích tụ với những cái đau đớn, những cái giận dữ, nó lại kết tập lại thành những cái độc tính nữa. Và những cái độc tính đó chỉ chờ ngày để đưa vào cơ thể của con người. Những cái đó thì không cách nào giải quyết được. Các bạn có đồng ý không? Những cái đó không thể nào giải quyết được. Hơn nữa thì cái lượng đạm động vật tuy là nó cao, nhưng mà cơ thể chỉ có thể hấp thu được 20%. Và đối với những cái lượng đạm dư thì cơ thể phải tiêu tốn một cái số năng lượng cũng như khoáng chất để thải trừ. Do vậy những người mà ăn thịt thì thường hay dễ bị loãng xương. Còn đối với đạm thực vật thì mặc dầu cái lượng ít nhưng cơ thể có thể hấp thu đến 40%, bởi vì nó thích hợp và cái quá trình đào thải nó cũng diễn ra được dễ dàng hơn. Có một bác sĩ người Nhật, đó là Oshinya Hiromi, tác giả của cuốn Nhân tố Enzyme, có một cái câu mà mình thấy đáng quan tâm. Đó là ông nói là ăn đạm động vật thì nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ trưởng thành, cái quá trình trưởng thành. Có nghĩa là nó cũng đẩy nhanh cái quá trình lão hóa. Đây là điều mình quan tâm, không biết các bạn có quan tâm hay không, nhưng mình rất quan tâm. Thì ở bên thực dưỡng, thầy Bùi Quốc Châu cũng có những cái nghiên cứu về ẩm thực dưỡng sinh. Và nếu có điều kiện, mình sẽ có những cái clip để giới thiệu về những cái ẩm thực dưỡng sinh của thầy Bùi Quốc Châu. Thì những cái việc mà mình phân tích từ nãy tới giờ thì nó chưa có nói hết được những cái vấn đề về đạm động vật, đạm thực vật, chưa có nói hết được đâu. Và cái nhận định là đúng hay sai á, nó lại còn tùy thuộc vào mỗi người, tùy theo cái quan điểm của mỗi người, cũng như cái sự lựa chọn của mỗi người. Mình chỉ muốn nhắc đến các bạn ăn chay á, là các bạn nên nên có một cái sự phối hợp như thế nào để một cái sự phối hợp để chúng ta cân bằng, đạt được những cái sản phẩm cân bằng, và khi đó chúng ta không lo ăn chay thiếu chất nữa. Bởi vì cái nguồn thực phẩm từ thực vật nó rất là phong phú. Mình chỉ có bao nhiêu ý kiến đó, và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.